176 Chuyện Một Nắm Đậu Tiền thân Kalaya Thưa nhân chủ vượng này, vân vân Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về vua Kosala. Một thời trong mùa mưa, bạo loạn bùng nổ ở biên địa, quân lính đến đóng đồn tại đó và sau hai ba trận giao chiến, họ không thể đánh bại quân địch, liền dân sớ trình vua. Mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và cắm trại trước kỳ viên. Rồi vua bắt đầu suy nghĩ. Khởi binh trong mùa mưa, các khe đá, hàng đá đều ngập nước, đường xa rất khó đi. Ta sẽ đi đến viếng thăm bậc đạo sư. Khi ngài hỏi, thưa đại vương, đại vương đi đâu? ta sẽ trình sự việc cho ngài biết. Bậc đạo sư không chỉ che chở làm lợi ích cho ta trong đời tương lai, mà còn che chở cho ta trong hiện tại. Do vậy, nếu việc ra đi của ta không được thuận tiện, ngài sẽ nói với ta, thưa đại vương, nay không đúng thời. Còn nếu việc ra đi được thuận tiện, ngài sẽ im lặng. Vì vậy, vua đi vào kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư, và ngồi xuống một bên bậc đạo sư hỏi thưa đại phương đại vương đi từ đâu đến quá sớm như vậy vua trả lời bạch thế tôn trẫm sắp đi dẹp loạn ở biên địa đảnh lễ thế tôn xong trẫm sẽ đi bậc đạo sư nói thuở xưa trước khi ra trận nghe lời nói của các bậc hiền trí các đại phương đã không xuất quân phi thời. Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị đại thần tâm phúc của nhà vua và cố vấn giúp vua về các vấn đề tục sự và thánh sự. Thời ấy, có một cuộc nổi loạn tại biên địa và các lính biên phòng gửi cho vua một bức thư. Vua xuất quân vào mùa mưa và đóng trại ở ngự viện. Bồ Tát đứng cạnh vua. Lúc ấy, có người nấu sôi một loại đậu cho ngựa ăn và đem đậu đổ vào máng. Một con vượn ở trong vườn từ cây leo xuống, lấy những hạt đậu từ nơi máng ấy, ngậm đầy miệng và nắm đầy tay, leo lên cây, lại ngồi đấy và bắt đầu ăn trong khi nó đang ăn một hạt đậu từ tay rơi xuống đất nó quăng bỏ tất cả hộp đậu lấy từ miệng và từ tay rồi từ cây leo xuống tìm hộp đậu bị rơi ấy nhưng không thấy hạt đậu nó lại leo lên cây ngồi trên cành buồn bã xịu mặt như thua vụ kiện cả ngàn đồng vua thấy việc con vượng làm chỉ cho bồ tát và hỏi này khanh khanh nghĩ thế nào về việc làm này của con vượng bồ tát thưa thưa đại vương kẻ ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền để mua được ít chính là như vậy rồi bồ tát đọc lên bài kệ đầu thưa nhân chủ vượng này ngu si sống trên cành trí tuệ nó không có nó đã quăng tất cả nắm đậu nằm trong tay để tìm một hộp rơi. Sau đó, vị đại thần đi đến gần vua và đọc bài kệ thứ hai. Chúng ta và người khác tham lam cũng như vậy, thưa đại vương. Chúng ta mất nhiều để được ít, chẳng khác con vượn ấy xử sự với hộp đậu. Vua nghe Bồ Tát nói vậy liền quay trở lại và vào thành Ba La Nại. Các bọn ăn cướp nghe tin vua xuất quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liền chạy trốn khỏi biên địa. Vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ăn cướp nghe tin vua Kosala đã đi ra khỏi thành, liền chạy trốn. Vua nghe bậc đạo sư thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài, với thân bình hữu hướng về ngài rồi đi về xá vệ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, nhà vua là Ananda và vị đại thần có trí là ta vậy. 177. Chuyện cây Tinduka. Tiền thân Tinduka. Tay cầm cung ống tên, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về trí tuệ ba la mật. Bậc đạo sư nghe tán thán trí tuệ của mình như ở trong tiền thân Mahabodhi số 528 và trong tiền thân Omaga số 546 đã nói Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay như lai mới có trí tuệ thuở xưa như lai cũng có trí tuệ và thiện xảo phương tiện rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa kỳ vua pramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh làm con khỉ với tám mươi khỉ con vây quanh sống tại núi tuyết gần đấy có một làng nhỏ ở biên địa khi thì có người ở khi thì không giữa ngôi làng ấy có một cây tinduka xanh trái ngọt và cành lá rung xuê khi không có người ở đàn khỉ đến ăn trái cây một thời trong mùa có trái làng ấy đầy người đến ở một hàng rào được dựng lên xung quanh và có cửa canh gác cây ấy đứng tại đấy với cành cây nặng triểu quả bầy khỉ suy nghĩ trước kia tại làng ấy ta thường ăn trái cây Tinduka. Cây ấy nay có nhiều trái hay không và có nhiều người ở đó hay không? Nghĩ vậy, chúng cử một con khỉ đi thăm dò. Hãy đi và tìm cho biết tin này. Con khỉ ấy đi, biết được cây ấy đầy trái và làng có nhiều người, liền về và báo tin lại. Đàn khỉ nghe cây đầy trái, chúng quyết đi hái trái để ăn, liền đến tìm khỉ chúa và báo tin ấy. Khi chủ hỏi, làng có người ở hay không có người ở? Thưa chúa đàn, có người ở. Vậy chớ nên đi, vì loài người rất xảo quyệt. Thưa chúa đàn, vào nửa đêm, trong lúc loài người nằm ngủ, chúng tôi sẽ đến ăn. Cả đàn khỉ đông đảo xin được phép của khỉ chúa từ núi tuyết đi xuống nằm trên mặt một tảng đá không xa làng bao nhiêu, chờ cho đến lúc mọi người đi ngủ. Vào nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, chúng leo cây và ăn trái. Một người kia có việc cần ra khỏi nhà, đến giữa làng, thấy các con khỉ, liền báo cho mọi người biết. Nhiều người nai nịch cung, tên, và cầm nhiều loại vũ khí, cầm đá, gậy, và nghĩ. Khi trời đã sáng, chúng ta sẽ bắt những con khỉ. Họ vây quanh cây và đứng chờ. 80 ngàn con khỉ thấy những người này sợ chết, suy nghĩ. Không có nơi nương tựa nào khác ngoài khỉ chúa. Bèn đi đến gần khỉ chúa và đọc bài kệ đầu. Tay cầm cung, ống tên, mang các loại gươm tốt. Chúng bao vây chúng tôi. Làm sao được giải thoát? Nghe chúng nói khỉ chúa an ủi chớ sợ loài người có nhiều việc phải làm khi chúa an ủi chúng xong liền đọc bài kệ thứ hai loài người có nhiều việc sẽ giải tán đám đông những gì cây còn lại hãy ăn tin bậc đại sĩ an ủi đàn khỉ nếu chúng không được sự an ủi như vậy tất cả sẽ vỡ tim và chết bậc đại sĩ an ủi đàn khỉ rồi bảo họp lại tất cả bọn khi chúng đã họp, chúng không thấy con khỉ Sinaka, cháu trai của khỉ chúa. Chúng báo cho khỉ chúa biết Sinaka không đến. Khỉ chúa nói, nếu Sinaka không đến, các ngươi chớ lo, này nó sẽ đem lại an toàn cho các ngươi đó. Còn Sinaka vẫn ngủ khi đàn khỉ ra đi. Sau khi thức dậy, không thấy ai, nó đi theo dấu chân chúng. Thế mọi người đến và biết rằng Đàn Khỉ sẽ gặp nạn. Khi thấy một ngôi nhà ở biên địa có lửa đốt lên và một bà già đang ngủ say, nó đi đến và làm như một đứa trẻ ở làng đi ra đồng. Nó cầm lấy một que lửa và đứng theo chiều gió thổi, nó đốt làng cháy. Các người ấy liền bỏ Đàn Khỉ, vội vàng chạy đến dập tắt lửa. Trước khi chạy, mỗi con khỉ hái một trái cây mang theo về cho Sinaka. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Sinaka, cháu của khỉ chúa là Ma, đang khỉ là hội chúng Đức Phật, còn khỉ chúa là ta vậy. 178 Chuyện con rùa tiền thân pa tại đây ta sanh ra vân vân câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về một người được chữa khỏi bệnh thổ tả một thời tại một gia đình ở xá vệ có bệnh thổ tả lan đến cha mẹ nói với con trai này con thân chớ sống trong nhà này hãy phá tường và trốn đi đến một chỗ nào đó và bảo vệ sự sống. Sau khi về, tại chỗ này có nhiều của chôn cất. Con hãy đào lên, dựng lại cơ nghiệp và sống hạnh phúc. Nghe nói vậy, người con trai vâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi chứng bệnh của mình đã chấm dứt, anh ta trở về, đào của cải lên và sống đời sống gia đình. Một hôm, anh ta đem theo bơ chín, dầu, vải và áo ấm, vân vân đi đến kỳ viên, đánh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Sau khi tiếp đón anh ta, bậc đạo sư liền hỏi: "Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tả lây lan, làm thế nào con thoát được?" Anh ta kể lại sự tình, bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, thuở xưa khi tai họa khởi lên, có những kẻ quá luyến tiếc trú xứ của mình và không đi chỗ khác, nên đã không giữ được mạng sống. Còn những kẻ không quá luyến tiếc trú xứ và bỏ đi nơi khác thì đã cứu được mình. Nói như vậy xong, theo lời yêu cầu của người con trai, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình làm đồ gốm ở một ngôi làng nhỏ bồ tát cũng làm nghề gốm để nuôi dưỡng vợ con lúc bấy giờ có một hồ nước lớn gần một con sông lớn ở ba la nại trong thời nước lớn hồ ngập nước từ con sông tràn vào trong thời nước yếu hồ nước tách riêng các con cá và rùa biết trong năm nay sẽ có mưa nhiều hay trong năm nay sẽ có hạn hán vào thời có chuyện này có con cá và rùa sanh trong hồ ấy biết, trong năm này sẽ hạn hán. Vì vậy, trong khi nước hồ còn hợp thành một với sông, chúng tự trong hồ bơi ra và đi đến con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ, chỗ này ta sanh ra, chỗ ta lớn lên, chỗ ở của cha mẹ, ta không thể bỏ chỗ này được. Nghĩ vậy, nó không đi ra sông. Trong thời kỳ mùa hạ, ở đấy nước bị khô cạn con rùa ấy đào đất tại chỗ bồ tát thường đến lấy đất sét bồ tát đi đến đấy để lấy đất sét với cái cuốc lớn và đào đất lên đập trên lưng con rùa với cái cuốc hất nó lên và quăng nó trên mặt đất như một cục đất trong khi cảm thọ đau đớn con rùa ấy nói do ta không từ bỏ chỗ ở nên phải gặp nạn diệt phong như vậy nói vậy xong nó khóc với những bài kệ tại đây ta sanh ra trong bùn này ta sống bùn ấy hủy diệt ta ta yếu đuối thế này thế tôn con van ngài hãy nghe tiếng con thưa ở làng hay tại rừng chỗ nào được an lạc với người có trí thức là chỗ sanh chỗ lớn chỗ nào có sự sống hãy đi đến chỗ ấy tốt hơn chỗ trú ẩn đem lại sự hủy diệt như vậy con rùa nói với bồ tát rồi chết bồ tát lượm nó lên họp mọi người trong làng lại khuyến dạy họ như sau hãy xem con rùa này trong khi các loài cá loài rùa khác đi ra trên sông lớn nó không thể cắt đứt sự luyến ái đối với trú xứ không cùng đi ra sông đào đất ở chỗ ta đến lấy đất sét và núp tại đấy khi ta đến lấy đất sét với các cuốc lớn ta đập vỡ lưng của nó và quăng nó lên mặt đất như một cục đất nó nhớ đến việc làm của mình than khóc với hai bài kệ rồi chết như vậy do luyến ái trú xứ của mình nó phải chết các ngươi chớ làm như con rùa này bắt đầu từ nay đừng nghĩ rằng sắc của ta tiếng của ta các nam nô nữ tỳ hầu hạ ta vàng và bạc của ta chớ có tham ái vì thọ hưởng chấp thủ chúng mọi chúng sanh đến phải trải qua ba hiện hữu dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu như vậy với sự tinh thông của một bậc giác ngộ bồ tát khuyên dạy đại chúng Lời khuyên dạy của Bồ Tát lan rộng toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ và tồn tại đến 700 năm. Đại chúng nghe lời Bồ Tát khuyên dạy, làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi khi mạng chung, họ sanh lên thiên giới. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư liền giảng các sự thật. Cuối bài giảng, người thanh niên đã đắc quả dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con rùa là Ananda, con người làm đồ gốm là ta vậy. 179 Chuyện Bà La Môn, Satadama Tiền thân Satadama Nhỏ thay dư tàn ấy, vân vân Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về 21 sinh kế phi pháp. Một thời, nhiều tỷ kheo làm nghề thầy thuốc, nghề sư giả, nghề đưa tin, nghề liên lạc đường bộ, đổi đồ ăn khất thực, vân vân. Những pháp này sẽ được nói đến trong tiền thân Saketa 237 và 68. Khi bậc đạo sư biết được các tỷ kheo đã sinh sống như vậy ngài nói nay nhiều tỷ kheo đã sinh sống phi pháp sinh sống như vậy sẽ không giải thoát mà còn đọa làm giả xoa hay ngạ quỷ họ sẽ sanh làm những trâu bò chở nặng một số sẽ thác sanh vào địa ngục vì hạnh phúc và an lạc cho họ ta cần phải nói lên một bài pháp liên hệ đến cá nhân vì vậy bậc đạo sư bảo họp các tỳ kheo lại và nói này các tỷ kheo các ông chớ làm 21 mươi sanh kế phi pháp đồ ăn khất thực nhận được phi pháp giống như hòn sắt nung đỏ ví như nọc rắn độc các sanh kế phi pháp này đã bị các đệ tử chư phật các độc giác phật chỉ trích và bài xích hưởng thọ các món ăn khất thực nhận được do sanh kế phi pháp không đem lại vui cười hoan hỷ. Các đồ ăn khất thực nhận được như vậy trong giáo hội của ta, chẳng khác gì món ăn tàn dư của kẻ hạ tiện. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con một người ở đẳng cấp hạ tiện khi đến tuổi trưởng thành vì một vài công việc bồ tát lên đường ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực lúc bấy giờ tại ba la nại có một thanh niên tên là satadama là con một gia đình đại bà la môn phương bắc cũng vì một vài công việc lên đường ra đi nhưng không đem theo gạo để làm lương thực cả hai cùng gặp nhau trên con đường lớn thanh niên ấy hỏi bồ tát Người ở giai cấp gì? Bồ Tát đáp, tôi thuộc giai cấp hạ tiện. Bồ Tát hỏi, cậu ở giai cấp gì? Anh ta đáp, tôi thuộc giai cấp Bà La Môn phương Bắc. Lành thay, chúng ta cùng đi. Cả hai cùng đi, khi đến giờ ăn sáng, Bồ Tát ngồi xuống tại chỗ, có nước tốt, rửa tay, mở giỏ cơm, và nói với thanh niên ấy, Hãy ăn cơm. Này tiện dân, ta không cần cơm. Bồ Tát nói, Lành thay. Rồi không để cho dư cơm thừa, Bồ Tát bỏ cơm vừa đủ cho mình ăn trên một cái lá khác, cột cái giỏ lại, để nó một bên. Bồ Tát ăn xong, uống nước, rửa tay chân, rồi cầm lấy cơm gạo còn lại và nói với thanh niên này cậu chúng ta cùng đi rồi họ lại lên đường cả ngày hai người cùng đi đến chiều cả hai tắm tại một chỗ có nước tốt sau khi tắm xong họ lên bờ bồ tát ngồi một chỗ thoải mái mở giỏ cơm không mời cậu thanh niên kia và bắt đầu ngồi ăn cậu trai kia cả ngày đi mệt mỏi lại đói bụng đứng nhìn và nghĩ nếu nó cho ta cơm ta sẽ ăn Bồ Tát không nói gì, vẫn ăn. Cậu trai nghĩ, kẻ hạ tiện này không mời gì ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Để khỏi bị đói bức bách, ta lấy một miếng, quăng đi phần cơm dơ bẩn ở trên và ăn phần cơm còn lại. Anh ta làm như anh đã nghĩ và ăn phần cơm được làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh ta hết sức hối hận ăn năn. Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó. Ôi, vì ta phóng giật, đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục dòng họ, gia tộc cao quý của ta. Ta đã ăn phần cơm dư thừa của một tên hạ đắng. Sau khi khóc than sầu muộn, anh ta nói lên bài kể đầu. Nhỏ thay dư tàn ấy. Nó cho rất khó khăn. Ta sanh là phạm chí món ăn bị nôn ra. Cậu trai ấy than khóc như vậy. Hôm nay ta đã làm một việc không thích đáng chỉ vì sự sống. Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không để một ai thấy mình, rồi anh ta sầu muộn và chết cô độc. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, giống như thanh niên Satadama, sau khi ăn đồ ăn dư tàn của kẻ hạ tiện, đã tự trách mình đã ăn không xứng đáng, nên không vui cười, không hoan hỷ. Cũng vậy, ai xuất gia trong giáo hội này và sống với sinh kế phi pháp, khi hưởng thọ thức ăn đã nhận được do cách thức như trên, đã sống một nếp sống bị Đức Phật bài bác và chỉ trích kẻ ấy sẽ không vui cười và hoan hỷ. Rồi bậc đạo sư đọc bài kệ thứ hai. Ai hủy hoại chánh pháp, sinh sống theo phi pháp như Satadama, sống không được hoan hỷ. Như vậy, bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, nhiều tỷ kheo đã đắc các đạo và quả. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, ta là kẻ tiện dân ấy. 180 Chuyện khó cho Tiền thân Đút Đa La Cho những gì khó cho, vân vân Câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về sự bố thí của hội chúng ở xá vệ có hai người bạn là con trai của những điền chủ cùng nhau đi quyên rồi sắp đặt tất cả các món vật dụng mời chúng tỉ kheo với đức phật là vì lãnh đạo và tổ chức đại bố thí trong bảy ngày đến ngày thứ bảy họ bố thí tất cả các món vật dụng mời vị cao niên nhất trong hội chúng đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống một bên và thưa bạch thế tôn trong sự bố thí này có người cho nhiều có người cho ít mong rằng bố thí này sẽ có quả báo lớn cho tất cả mọi người vị cao niên dân lễ cúng dường tác bạch như vậy bậc đạo sư nói này các cư sĩ các ông cúng dường chúng tăng với đức phật là vì lãnh đạo dân cúng như vậy là thiện nghiệp lớn các bậc hiền trí thuở xưa khi bố thí như vậy cũng tác bạch cúng dường như vậy. Nói xong, theo lời yêu cầu của các vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở xứ Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát được học tập tại Takashila sau đó xuất gia sống đời đạo sĩ cùng với một hội chúng đệ tử đến sống ở vùng tuyết sơn hội chúng sống lâu ngày trong khu vực tuyết sơn khi cần muối và giấm chua đã đi xuống quốc lộ họ đi đến ba la nại và sống trong ngự uyển của vua ngày hôm sau bồ tát cùng với hội chúng đi khất thực tại ngôi làng gần cửa thành để dân làng bố thí đồ ăn Ngày tiếp, Bồ Tát đi khất thực tại Ba La Nại. Dân chúng vui vẻ bố thí đồ ăn. Họ họp thành đoàn thể, thâu góp đồ quyên được, sửa soạn bố thí và tổ chức một cuộc bố thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. Cuối cuộc bố thí, bậc cao niên nhất nói về cách thức dân đồ cúng dường. Bồ Tát nói, Này các hiền giả, khi nào tâm hoan hỷ thì không có bố thí nào nhỏ cả. Nói xong lời tùy hỷ, Bồ Tát đọc các bài kệ này: Cho những gì khó cho, làm những việc khó làm, kẻ xấu khó làm được, pháp kẻ thiện khó theo. Do vậy, kẻ thiện ác từ đây đi khác nhau, kẻ ác xuống địa ngục, bậc thiện lên thiên giới. Như vậy, Bồ Tát nói lời tùy hỷ, rồi sống tại đấy trong bốn tháng mùa mưa. Sau khi mùa mưa đã qua, Ngài đi đến Tuyết Sơn tu tập thiền định không gián đoạn, và sau khi mạng chung, được sanh lên cõi phàm thiên. Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật và sư trưởng hội chúng là ta vậy